Sao trước Khánh Linh làm này bắn được tim nhỉ? Thật đó. À không, chắc là filter đấy. Chắc là filter. Xin chào quý vị khán giả của bản tin livestream dự báo thời tiết ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hello mọi người. Trước khi bắt đầu thì mọi người nhớ là like, share cũng như là thả tim thật nhiều giúp chúng mình nhá. À, Thu Hiền bắt đầu thấy có lượng xem tăng lên đáng kể rồi và cũng có nhiều bạn đã bắt đầu thả like, thả tim cho bản tin livestream vào ngày hôm nay. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng tương tác và trò chuyện với nhau thật là nhiều để có thể cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất trong những ngày sắp tới nhé. À mọi người ơi, mọi người nhớ là nếu mà ai thức dậy sớm và có thời gian thì mọi người hãy đón xem cái bản tin livestream lúc 6 giờ. 6 rưỡi. Khoảng tầm 6 rưỡi sáng chúng mình sẽ có thêm một bản tin livestream dự báo thời tiết vào buổi sáng sớm để cho mọi người có thể cập nhật những thông tin trước khi mà ra khỏi nhà đi làm đi học, và hy vọng rằng sẽ được mọi người đón nhận ở trên nền tảng YouTube nha, chứ không phải trên fanpage ạ. Nếu mà ai chưa like rồi là ai chưa theo dõi cái kênh YouTube đó thì mọi người có thể sau khi kết thúc livestream ở đây thì mọi người có thể qua kênh YouTube của Dự báo Thời tiết VTV và ấn một nút subscribe để nhận được thông báo khi mà có livestream nhé. Rồi không biết là tối qua thì có quý vị khán giả nào mà chắc là nhiều người chứng kiến cái cảnh mưa, trận mưa dông tối qua. Thì không biết là quý vị khán giả có ai ở đây, có người thân hay là chính quý vị không biết là có đi ra khỏi nhà trong cái thời điểm mà mưa to, xối xả như là tối ngày hôm qua không. Như là chị thì chị ở trong nhà, nhưng mà chị cũng nghe thấy tiếng gió rít, rồi là mưa rất là to, gió rất là mạnh, cũng sấm sét đùng đùng nữa. Còn mình thì sao, lúc đấy là mình có ở ngoài không hay là ở trong nhà? Hôm qua là khoảng 8 giờ em từ đài về, và mọi người biết không là một tia sét đánh trước mặt bà mình luôn, giật mình vô cùng đó, trước mặt luôn. May mà hôm nay em vẫn còn em đi vẫn làm còn... với chị bình thường đúng không? Dã đấy, man mọi người. Các bạn ấy không, khi mà sau một ngày nắng nóng nhá, mà đến tối có mưa dông xuất hiện thì rất dễ có các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét này, gió lốc này. Cho nên là quý vị lưu ý khi mà thấy cơn dông kéo đến là chúng ta tuyệt đối là không nên trú ở những cái dưới gốc cây này hay là những nơi mà gần kim loại, rất là thu hút sét. Thế thì rất là nguy hiểm đấy ạ. Và đặc biệt là dễ có khả năng xảy ra mưa đá nữa. Đó. Hôm qua thì một vài nơi cũng ghi nhận là có mưa đá. Và ngay chiều nay là tại Cao Bằng đã xảy ra mưa đá rồi và gây thiệt hại cũng khá lớn đấy ạ. Cho nên là mọi người hết sức lưu ý và cần phải chủ động phòng chống và tránh trú an toàn khi mà có mưa dông xảy ra. Và bây giờ thì sẽ là một số những cái thông tin dự báo cho tối nay và ngày mai, nên là quý vị khán giả nhớ là share và tương tác thật nhiều để nhiều quý vị khán giả hơn được biết những thông tin này mọi người nhé. Vâng ạ, sau buổi chiều nắng nóng thì chiều tối và đêm nay Bắc Bộ sẽ lại có mưa dông. Trên nền nhiệt cao thì mây dông có thể phát triển và chút mạnh xuống. Lượng mưa phổ biến thì sẽ là từ 10 cho đến 30mm và có nơi mưa trên 50mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn như vậy thì cũng dễ xảy ra các tình trạng như là ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Và những nơi mà có mưa dông mạnh đi kèm với lốc sét mưa đá sẽ là khu vực Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn hay là Quảng Ninh. Cho nên là những người dân ở khu vực này chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý trong tối và đêm nay. Nếu có thể thì chúng ta nên hạn chế ra khỏi nhà, và khi thấy cơn mưa dông kéo đến thì tuyệt đối là không tránh trú dưới những nơi mà có thể thu hút sét, như là dưới gốc cây này hay là dưới cột điện hay là những nơi mà gần kim loại quý vị nhé. Mọi người đã nghe rõ chưa ạ? Những nơi mà khả năng cao là sẽ có mưa dông mạnh vào chiều tối ngày hôm nay là tại Hà Giang này, Lào Cai này, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Có khán giả nào ở bốn khu vực này không ạ? Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh ạ. Có quý vị khán giả nào ở khu vực bốn khu vực này không ạ? Đêm nay và sáng mai Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, nên là quý vị khán giả chú ý ạ. Khả năng là cái chiều tối nay nếu mà có mưa thì cái lượng mưa cũng khá lớn, từ 10 đến 30mm, thậm chí có một số nơi lên tới 50mm là bốn khu vực mà bá Minh vừa đề cập đến cho quý vị.
Vâng, quý vị đợi một chút là chúng ta sẽ cập nhật một chút về cái tình hình ở khu vực Bắc Bộ đã, vì hôm qua cái trận mưa dông đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sinh hoạt của bà con, đặc biệt là ở vùng núi. Đó. Vâng ạ, xác suất mưa tối nay ở Hà Nội thì cũng khá là cao ạ, từ 50% cho đến 70%. Tuy nhiên là ít khả năng sẽ xảy ra lốc mạnh hay là mưa đá như là ngày hôm qua, vì chiều nay thì có cảm giác là không oi nóng như chiều ngày hôm qua. Và nhiệt độ dự báo thấp nhất sáng sớm mai thì sẽ vào khoảng là 24 cho đến 25 độ C ạ. Nhìn chung cũng khá là dịu mát. Ở các nơi khác ở Bắc Bộ thì vẫn dự báo là có mưa dông và thậm chí là nhiều nơi có mưa dông mạnh đi kèm lốc sét mưa đá, như là những khu vực mà chúng mình vừa kể tên như là Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn hay là Quảng Ninh. Đề phòng tránh cần phải phòng tránh gió lùa hất vào cửa kính hay là mưa hất vào trong nhà, cho nên là quý vị chúng ta nên đóng kín các cửa sổ trước khi đi ngủ quý vị nhé. Vì là khi mà có mưa dông gió mạnh á, thì rất dễ gặp cái tình trạng là gió lùa vào và giật khiến cho vỡ cửa kính. Vì thế là nếu khả năng là đêm nay thì mới làm mưa dông mạnh, cho nên là trước khi đi ngủ thì mọi người nên chèn kín cửa sổ này, đóng kín cửa sổ, rồi là chèn thêm những cái loại khăn loại rẻ lau mà không dùng đến thì chèn ở các khe cửa để tránh cái tình trạng gió lùa và giật vỡ kính nha mọi người nhá. Tối nay Hà Nội khả năng cao là sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên là không mạnh như hôm qua đâu ạ, nên là quý vị cũng đỡ lo phần nào. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Trung Bộ, rồi sau đó thì cập nhật chi tiết từng thành phố một quý vị nhá. Và trong thời gian cập nhật thì quý vị khán giả giúp Bá Minh và Thu Hiền là like, share rồi là tương tác thật nhiều để nhiều quý vị khán giả hơn tiếp cận được với thông tin hôm nay ạ. Xin mời chị Thu Hiền ạ. Vâng ạ, với khu vực Trung Bộ thì từ ngày mai nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa và chiều mai ở nhiều thành phố từ Vinh tới Nha Trang sẽ vào khoảng là 35 cho đến 38 độ C. Thậm chí là ở Đồng Hới, Đông Hà hay là Huế thì còn có nắng nóng đặc biệt gay gắt là từ 39 cho đến 40 độ C. Thế còn với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ thì cũng tiếp tục ít mây và nắng mạnh vào ngày mai. Cảnh báo là Kon Tum này, Buôn Ma Thuột, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác ở Nam Bộ thì vẫn sẽ có nắng nóng 35 cho đến 37 độ C. Và từ 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều thì vẫn sẽ là lúc nóng nhất ở trong ngày. Cho nên là quý vị và các bạn nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật từng địa phương một cho quý vị khán giả. Rất nhiều khán giả ở khu vực Trung Bộ đang quan tâm đến tình hình thời tiết như thế nào. Thì Trung Bộ, khu vực Trung Bộ thì khả năng là mưa dông nhiệt sẽ chủ yếu xảy ra là về chiều tối mai. Đó. Nhưng mà chỉ mưa diện hẹp thôi, nhưng mưa sau một ngày nắng nóng nên là cái thời tiết nó bị xáo trộn, rất dễ khả năng xảy ra cái tình trạng là lốc sét và gió giật mạnh ạ. Cụ thể tình hình thời tiết ngày mai ở một số khu vực xem nào, ngày mai chỉ có khu vực Tây Bắc Bộ đêm nay này, sáng mai này và trong ngày mai khả năng cao là mưa sẽ chỉ xảy ra ở khu vực Đông Bắc Bộ thôi. Thế còn khu vực Tây Bắc Bộ thì trời sẽ hoàn toàn tạnh ráo, như là tại Lai Châu, Sơn La, Mộc Châu và Hòa Bình là không mưa đâu ạ. Nhiệt độ ở các khu vực này thì sẽ khoảng từ 22 đến 34, 35 độ. Nóng nhất là Sơn La ngày mai lên tới 36 độ. Thế còn Lào Cai này, Yên Bái này, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông, đặc biệt là mưa dông mạnh nhé. Nhiệt độ trong ngày sẽ vẫn cao khoảng 34 độ C. Mưa thì mưa thôi nhưng vẫn nóng nha quý vị. Bạn Hương Hương ơi, Bắc Ninh đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông ạ. Nhiệt độ trong khoảng là 23 cho đến 33 độ C bạn nhé. Không biết là có quý vị khán giả nào ở Mai Châu không ạ? Ngày mai Lai Châu ghi nhận mức nhiệt lên tới 49 độ C, là mức nắng nóng đặc biệt gay gắt, là điểm nóng nhất ở khu vực Bắc Bộ vào ngày mai. Đó là Mai Châu ạ. Anh Võ Sáu ơi, đêm nay thì khả năng xác suất mưa cũng khá là cao ạ, từ 50 cho đến 70%, cho nên là khả năng là cái tình trạng mưa vẫn sẽ tiếp tục quay lại. Tuy nhiên là sẽ không bị dông lốc gió mạnh như là tối ngày hôm qua nữa, vì chiều nay thì nắng nóng cũng cảm giác là dịu hơn so với chiều ngày hôm qua. Ở Quảng Ninh, cụ thể là ở Hạ Long, thì đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông với mức nhiệt khoảng từ 23 đến 28 độ C. Quảng Ninh là một trong những nơi mà dự báo là vẫn tiếp tục có mưa dông mạnh đấy ạ. Quý vị khán giả lưu ý. Và mức nhiệt thì vì có mưa nên là cũng khá là mát mẻ, dễ chịu thôi, khoảng từ 23 đến 28 độ C. Nam Định ạ. Nam Định không mưa đâu ạ.
Trưa chiều mai thì sẽ trời sẽ nắng với mức nhiệt khoảng là 34 độ C. Khu vực Hải Phòng thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, 24 cho đến 31 độ C ạ. Việt Trì khả năng cao là mưa. Bắc Giang, Thái Nguyên tối nay và mấy ngày tới thế nào? Thái Nguyên thì đêm nay và chiều tối mai vẫn sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 23 độ C ạ. Rồi với khu vực Trung Bộ, chúng ta lui xuống Trung Bộ một chút trước khi quay trở lại. Thì như là ở Vinh này, đêm chưa có mưa đâu ạ, nhiệt độ sẽ vào khoảng cao nhất là 38 độ C, mức nắng nóng gay gắt rồi đấy ạ. Thế còn Thanh Hóa thì cũng không mưa, nhiệt độ ngày mai vào khoảng 34 độ C ạ. Mưa ngày mai sẽ... khu vực Trung Bộ thì ngày mai khả năng cao là chưa có mưa đâu và ngày vẫn sẽ nắng nóng gay gắt, có những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt lên tới 40 độ C như là tại Huế đấy ạ. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên thì sẽ vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng đấy ạ, và có nơi nắng nóng gay gắt, thậm chí là đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Cho nên là các quý vị mà khi mà tới du lịch ở Tây Nguyên hay là Trung Bộ, ở hai khu vực này thì cần phải có các biện pháp chống nắng hay là chống nóng đầy đủ nhé. Thái Bình khả năng cao là mưa đấy ạ. Xem nào, Thái Bình đâu nhỉ? Thái Bình đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông với mức nhiệt vào khoảng 33 độ C ạ. Chưa thể cập nhật Bình Phước đúng không? Quý vị khán giả ở Bình Phước thì đợi chúng mình một chút ạ. Chúng mình sẽ update sau. Hải Dương sẽ có mưa rào và dông về tối đêm nay và chiều tối mai, nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Hưng Yên nhiệt độ cao nhất ngày mai là 33 độ C và khả năng cao là cũng mưa rào và dông đấy ạ. Quảng Ninh là điểm mưa lớn ạ. Đúng rồi. Đêm nay và chiều tối mai ở Hà Nội có mưa rào và dông, nhiệt độ là 24 cho đến 32 độ C ạ. Ở Bình Phước ngày mai khả năng cao là mây sẽ có thay đổi nhưng mà chưa thể hình thành mưa được và nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bình Phước là 32 độ C ạ. Thế còn khu vực Tây Nguyên? Cao Bằng thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ là 22 cho đến 31 độ, 21 độ C, 31 độ C. Kon Tum ngày mai là điểm có nhiệt độ cao nhất ở khu vực Kon Tum và Buôn Ma Thuột là hai điểm mà có nhiệt độ cao nhất vào ngày mai, đó là 35-36 độ C. Thế còn Pleiku này, Đắk Nông này, Bảo Lộc, Lâm Đồng hay là Côn Đảo thì khoảng từ 31 đến 33 độ C ạ. Hà Giang cũng có mưa rào và dông ngày mai và đêm nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Giang ngày mai lên đến 33 độ C ạ. Vâng ạ, và Hà Giang là một trong những điểm cảnh báo là sẽ có mưa dông và lốc sét khá là mạnh trong tối ngày hôm nay đấy ạ. Cho nên là quý vị ở khu vực này chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý nhé. Hòa Bình đêm nay không mưa, ngày nắng nóng. Với mức nhiệt là 25 cho đến 35 độ C ạ. Cập nhật thêm cho quý vị khán giả một thông tin là khả năng đến thứ 3 của tuần tới. Tuần sau thì khả năng sẽ có một cái đợt không khí lạnh yếu mới về. Tuy nhiên là cũng chỉ là hạ nhiệt một chút thôi, nó chứ không thể lạnh được đâu ạ. Vâng bạn ơi, tối nay thì Hà Nội khả năng vẫn có mưa nhưng mà không có dông lốc mạnh như là tối ngày hôm qua đâu ạ. Nhưng mà khả năng vẫn có mưa rào và dông. Quý vị khán giả ơi, ai mới vào thì nhớ là hãy ấn like,
thả tim giúp cho bà Minh và Thu Hiền với ạ. Ừ. Vâng ạ, Hà Nội ban ngày thì vẫn sẽ nắng nóng ạ. Nghệ An không mưa, ngày mai nhiệt độ ở Nghệ An cũng vẫn là đang là khá cao đấy ạ. Ngày mai toàn miền sẽ chuyển nắng và nóng lên ban ngày. Một số nơi phía Tây Bắc Bộ như là Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình thì có thể có nắng nóng là 35-36 độ C. Còn các nơi khác trong đó có thủ đô Hà Nội thì sẽ vào khoảng là 32 cho đến 34 độ C. Chỉ ít nơi sẽ dịu hơn, nhiệt độ ở mức 30 cho đến 31 độ C, đó là tại Hải Phòng này, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đó là sẽ là những nơi dịu hơn. Còn lại các nơi khác thì mức nhiệt cũng khá nóng. Thậm chí là phía Tây Bắc Bộ thì còn nóng hơn ạ, 35-36 độ C. Và dự báo xa hơn là từ giờ cho đến tháng 5 thì khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên sẽ là những khu vực dễ xảy ra khô hạn và xâm nhập mặn. Vì mùa mưa thì đến muộn và phải từ cuối tháng 5 mới xuất hiện. Còn nắng nóng thì vẫn đang kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở các khu vực này là 35 cho đến 38 độ C. Miền Đông Nam Bộ thì có nơi trên 38 độ C. Còn với Trung Bộ, hiện tại thì hạn hán vẫn đang xảy ra cục bộ ở khu vực Bình Thuận. Từ tháng 5 đến tháng 7 thì vùng khô hạn thiếu nước sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác như là Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên cho tới Bình Thuận. Dự báo là tổng lượng mưa ở Trung Bộ sẽ thiếu hụt là từ 10 cho đến 30% so với trung bình hàng năm, nhất là vào tháng 5 tới. Đó là những thông tin dự báo xa hơn để cho quý vị có thể có thêm thông tin. Vâng bạn ơi, dự báo là đêm nay và chiều tối mai thì Thái Bình vẫn sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ là 26 cho đến 33 độ C ạ. À, Tây Bắc Bộ thì vẫn sẽ tiếp tục là những ngày nóng nha quý vị. Ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ ngày mai khá cao đấy ạ, như là tại Lai Châu, Sơn La này. À, Sơn La ngày mai lên tới 36 độ. Đó, thế còn Lai Châu thì khoảng là 33 độ C. À, Mộc Châu còn lên tới 35 độ C cơ ạ. Hòa Bình cũng là 35 độ C và không mưa một chút nào. Trời sẽ hoàn toàn là nắng ạ. Vâng ạ, có quý vị khán giả hỏi về thời tiết 7 ngày tới ở khu vực Hà Nội. Thì dự báo là 7 ngày tới, thời tiết ở thủ đô Hà Nội sẽ có xu hướng là nóng dần lên. Đầu tuần thì những cơn mưa xuất hiện đang xen với khoảng ngày nắng, nhiệt độ sẽ dao động ở mức là 31 cho đến 32 độ C. Từ giữa tuần trở đi thì nắng sẽ xuất hiện mạnh hơn, nóng hơn, nhiệt độ cũng sẽ tăng dần. Cuối tuần mức nhiệt độ Hà Nội sẽ chạm mức nắng nóng là 35 độ C và tuy nhiên là cảm nhận thực tế sẽ còn nóng hơn vài độ nữa đấy ạ. Cho nên là cuối tuần này khả năng là sẽ nắng nóng. Cho nên mọi người cần phải lưu ý nhé. Còn trong 3 ngày đầu tuần thì sẽ có mưa kết hợp với đan xen với những ngày có nắng. Ban ngày thì có nắng nhưng mà đến tối thì sẽ có mưa. Rồi cập nhật lại cho quý vị khán giả vào muộn ạ. Thì sau buổi chiều khá là nóng thì chiều tối và đêm nay Bắc Bộ sẽ lại có mưa dông và trên cái nền nhiệt cao như vậy thì mây dông rất dễ là phát triển mạnh và chút mưa xuống. Lượng mưa phổ biến sẽ từ 10 đến 30mm, có những nơi mà mưa trên 50mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng ở các khu vực đô thị. Những nơi mà dễ có mưa dông mạnh đi kèm với lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong đêm nay. Tối nay đêm nay như là tại Hà Giang này, Lào Cai này, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Nên là nếu có quý vị khán giả nào ở khu vực này thì mọi người chú ý để tránh trú an toàn nhé mọi người nhá. Sang đến ngày mai thì mưa dứt, toàn miền Bắc sẽ chuyển nắng và nóng lên. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ như là Điện Biên Phủ, Sơn La, Hòa Bình có thể nóng 35-36 độ C. Các nơi khác trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ khoảng từ 32 đến 34 độ C. Chỉ ít nơi như là Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn là sẽ dịu hơn, nhiệt độ khoảng là 30 đến 31 độ C ạ. Với Trung Bộ thì từ ngày mai nắng nóng gay gắt vẫn sẽ diễn ra trên diện rộng. Dự báo nhiệt độ cao nhất buổi trưa và chiều mai ở nhiều thành phố từ Vinh trở vào đến Nha Trang sẽ khoảng từ 35 đến 38 độ C. Thậm chí là Đồng Hới, Đông Hà hay là Huế còn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 39 đến 40 độ C ạ.
Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ tiếp tục ít mây và nắng mạnh. Cảnh báo Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác ở Nam Bộ vẫn sẽ nắng nóng 35-37 độ C. Từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là lúc nắng nhất ở trong ngày. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này ạ. Và dự báo xa hơn một chút là từ giờ cho đến giữa tháng 5 thì Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ là những khu vực dễ xảy ra khô hạn và xâm nhập mặn. Vì mưa đến muộn, phải từ cuối tháng 5 thì mưa mới sẽ xuất hiện. Còn nắng nóng vẫn sẽ kéo dài với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Miền Đông Nam Bộ thì có nơi lên đến 38 độ C. Với Trung Bộ thì hiện tại là hạn hán đang xảy ra cục bộ ở Bình Thuận. Từ nay cho đến tháng 7 thì vùng khô hạn thiếu nước sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh thành phố như là Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên tới Quảng Bình. Dự báo là tổng lượng mưa ở Trung Bộ sẽ thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình hàng năm, nhất là tháng 5 tới. Vậy là nhờ cái dự báo dài hạn này thì chúng ta có thể suy ra rằng là ở khu vực Trung Bộ trong thời gian tới khả năng vẫn sẽ không có mưa và trời vẫn tiếp tục nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt có thể xảy ra trong thời gian tới, từ tháng 5 đến tháng 7 ạ. Huế ngày mai sẽ nắng nóng khá là gay gắt ạ, khoảng 38 độ C, 38-39 độ C cơ. Có thời điểm còn lên tới 40 độ C ạ. Nên là quý vị nếu mà phải làm việc ngoài trời thì nhớ là mặc áo chống nắng này, đội mũ rộng vành này, rồi là mang theo nước uống. Vâng ạ, quý vị khán giả có bất cứ câu hỏi gì nữa thì các bạn hãy bình luận ngay bên dưới nhé, để cho Thu Hiền và Bá Minh có thể giải đáp tới quý vị khán giả. Hà Nội là tối nay khả năng vẫn sẽ có mưa, khoảng phần trăm mà có mưa là từ khoảng là 70%. Vâng ạ, Hải Dương thì đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, mức nhiệt là 24 cho đến 32 độ C ạ. Nam Định không mưa, trưa chiều mai thì trời sẽ có nắng, 26 cho đến 34 độ C. Sơn La thì khả năng là đêm không mưa, ngày nắng nóng, mức nhiệt cao nhất thì sẽ vào khoảng là 36 độ C ạ. Vậy vậy không? Có. Vâng, vừa rồi thì Bá Minh và Thu Hiền cũng đã cập nhật cho quý vị khán giả về tình hình thời tiết tối đêm nay và ngày mai ở các khu vực trên cả nước. Thì nếu mà quý vị khán giả vào sau thì sau khi tắt like, mọi người có thể tua lại một chút để xem và cập nhật những thông tin, cũng như là đón xem bản tin dự báo thời tiết dài hạn lúc 19h45 phút trên kênh VTV1 mọi người nhá. Còn bây giờ thì Bá Minh và Thu Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và tương tác rất nhiều với bản tin livestream của chúng tôi ạ. Và đừng quên là subscribe kênh YouTube Dự báo Thời tiết VTV, vì chúng tôi sẽ có một cái phiên live mới lúc 6h20 phút buổi sáng. Đúng rồi. Đó, trên kênh YouTube thì nhớ là ấn subscribe và bật vào nút thông báo để nhận được thông báo khi mà có live mọi người nhé. Và hy vọng rằng bản tin livestream dự báo thời tiết vào lúc khoảng 6h20 hay là 6h30 sáng thì sẽ giúp cho các bạn có được những cái thông tin hữu ích để có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất trước khi mà ra khỏi nhà đi học và đi làm. Còn bây giờ thì thời lượng của bản tin livestream cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Và Thu Hiền và Bá Minh cũng chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân của mình nhé. Còn bây giờ thì chắc là phải tạm biệt quý vị khán giả rồi. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người ạ.